Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca nhá. Chiều ngày thứ tư, ngày 12 tháng 10, em Quỳnh sẽ giới thiệu một mẫu xe mới về tại cửa hàng trong tầm giá dưới 500 triệu và chúng ta đang sở hữu trước mắt Dama phiên bản 1.5 hatchback xe được sản xuất và đăng ký năm 2016. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá form dáng của chiếc Mazda 3 hatchback này nhá. Ở phiên bản hatchback thì với form dáng thể thao và có chiều dài cơ sở ngắn hơn phiên bản sedan, và động cơ của nó thì có các chế độ lái như là sport, trông cảm một chiếc xe trông khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn phải không ạ? Xe được thiết kế nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da màu đen nguyên bản của dòng Mazda nhá. Trông rất là ấn tượng phải không ạ? Các chị em mà muốn sở hữu Mazda 3 mà tay lái cũng không được cứng lắm thì em Quỳnh nghĩ là nên lựa chọn hatchback, vì phiên bản sedan nó có chiều dài rất là, nói chung là trong tầm giá đó thì phiên bản sedan nó có chiều dài như thế thì sẽ mang lại cảm giác khi mà khó cho chúng ta di chuyển trên đường phố so với các tay lái của chị em. Với động cơ Skyactiv thì rất là tiết kiệm và bền bỉ nhiên liệu rồi ạ. Ở Mazda 3 thì có rất nhiều option cơ bản mà anh chị luôn luôn mong muốn. Đó chính là gương gập chỉnh điện này, đèn nổ start top và cửa sổ nóc. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá dần dần nha. Một số chi tiết trên xe đây ạ. Em Quỳnh sẽ để lổ để thử nghiệm. Ở chiếc xe nhà em Quỳnh thì đã được trải thảm sàn trần trám 6D nhá, nên là trông em nó rất là sạch. Ok. Đấy, nghe bồ là đã thấy sport rồi. Đóng cửa vào cho đỡ ồn nào. Loa của Mazda 3 thì cũng dừng lại ở mức cơ bản. Đây nha. Đây là khi mà gập kính vào nha. Đây. Mở kính ra này. Ồ, thấy chưa ạ? Ở trong tầm giá hơn 400 triệu thôi, chúng ta đã sở hữu một em Mazda 3. Ở chiếc xe nhà em Quỳnh thì sản xuất năm 2016 và lăn bánh được 57.990 km hiện trên bảng táp lô nhá. Cửa sổ nóc này. Đây ạ. Mazda thì nổi tiếng với tất cả các dòng thì đều sở hữu cửa sổ nóc. Ở đây là một option mà không phải chiếc xe nào cũng có, kể cả trong những chiếc xe sang như là Toyota Camry hay là những phiên bản cao hơn thì thậm chí là cũng rất khó để có cửa sổ lóc, nhưng mà Mazda đã làm được điều đó đấy ạ. Kéo vào. Ở đây là màn hình trước màn zin của Mazda 3 nhá. Bởi vì thực sự là đây là màn zin thì được kết nối được Bluetooth này, AirPods cũng như là Android. Đây. Phanh tay thường nhá. Ở bản này thì sử dụng phanh tay thường. Cần số, một số chi tiết trên xe đây ạ. Chỉnh volume. Xe đang kết nối radio nha. Đây, em Quỳnh đang ngồi trong khoang xe ở trong cửa hàng ạ. Hàng ghế thứ hai thì không được đánh giá cao lắm. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá nhé. Vì thực sự là cái chiều dài cơ sở của em nó rất là hạn chế. Hôm nay thì không có camera man hỗ trợ nên là mọi người thông cảm giúp em nhé. Một mình em Quỳnh đang cầm máy để quay đấy ạ. Tuy nhiên thì với em Quỳnh, khi mà em Quỳnh là cao khoảng 1m65 thì ngồi vẫn được nhá. Nói chung là ngồi thoải mái. Nhưng mà em nghĩ là người mà trên 1m8 nhá thì cảm giác là không được rộng rãi lắm đâu. Vì thực sự là cái phiên bản này thì đã cắt bớt cái chiều dài cơ sở khá là nhiều rồi. Tuy nhiên thì đây, cái chiếc da, đây là chiếc da nguyên bản sau 6 năm sử dụng nhá. Đến thời điểm hiện tại thì năm 2016 đến năm 2022 là 6 năm rồi. Da còn, chất liệu da còn rất là mới. Tôi lên tắt máy các. Phải đánh giá rất cao những cái form dáng của Mazda 3 là 6 năm rồi nhưng mà không hề lỗi thời một chút nào cả. Và trước khi mà vào ngày xe thì em Quỳnh đã từng lái Mazda 3 và thực sự là khi mà trải nghiệm
xuyên Việt ấy. Cái đợt mà chạy dịch thì nhà em Quỳnh đã sử dụng Mazda 3 chạy ra từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội. Nên là cái trải nghiệm đối với Mazda thì em Quỳnh sẽ đánh giá rất cao về động cơ vì nó quá bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đây, cốp của Mazda 3 phiên bản hatchback thì được thiết kế rộng rãi nhá. Và bởi vì là cái phần vòm đằng sau nó khá là cao so với cả bản sedan. Ở đây là đằng dưới này là lốp sô cua và phụ kiện theo xe. Lốp sô cua này thì đã hạ rồi nhá, 6 năm rồi thì mà không hạ thì cũng hơi sai sai. Đây là hốc để phụ kiện này, những cái phụ kiện cần thiết theo xe khi mà xe không may gặp sự cố về lốp. Cốp này thì anh chị em nào muốn chở đồ, chở vali thì cũng rất là rộng rồi. Với động cơ 1.5 ở mức tiêu hao nhiên liệu của Mazda 3 thì ở động cơ 1.5 thì rơi vào khoảng hỗn hợp là khoảng trên 6 lít nha. Chiếc xe nhà em Quỳnh đăng ký biển tỉnh Đồng Nai. Anh chị nào mà sở hữu hộ khẩu tỉnh Đồng Nai thì giữ nguyên con biển này giúp em. Giá em Quỳnh đang bán chào bán với giá là 485 triệu. 485 triệu đã bao sang tên về tỉnh nhá. Còn thành phố thì anh chị thêm 20 triệu tiền biển giúp em thì em Quỳnh sẽ bấm lại biển mới cho. Vì thực sự là đấy là quy định của nhà nước rồi. Em Quỳnh đang chào bán chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 hatchback 2016 lăn bánh được 58.000 km với giá là 485 triệu giá đã bao sang tên về tỉnh cho anh chị nhá. Xe sử dụng lốp sơn là màu trắng và nội thất là ghế da màu đen. Với 6 năm sử dụng thì chất liệu xe còn rất mới và tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Ga bán ra là cam kết cho anh chị là 100% xe nguyên bản, không tai nạn, không đâm đụng, không đại tu động cơ hộp số và có bảo hành bằng văn bản cho anh chị nha. Hỗ trợ check test hãng và gara toàn quốc nên là anh chị yên tâm khi mà lựa chọn tất cả sản phẩm bên Sài Gòn Ga. Nếu mà anh chị muốn sở hữu trải nghiệm và lái thật chiếc Mazda 3 này thì nhớ để lại comment. Hãy like, theo dõi, ủng hộ kênh Showroom Sài Gòn Ga Thủ Đức để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.